Hello các bạn, chào mừng bạn quay trở lại kênh Lâm Thanh Thiện. Thì trong video này thì sẽ hướng dẫn các bạn tạo một tài khoản Gmail các bạn nha. Thì Gmail nó có rất là nhiều công dụng các bạn nhé, giúp các bạn là gửi và nhận email này, hoặc là các bạn có thể dùng cái tài khoản Gmail này để các bạn tạo kênh YouTube, hoặc là bạn có thể dùng cái tài khoản Gmail này để bạn có thể là tạo tài khoản Google Ads để bạn có thể chạy quảng cáo được mà, hoặc là bạn làm nhiều cái ứng dụng khác nữa, cái tiện ích khác nữa mà cái tài khoản Gmail này nó mang lại cho chúng ta, đúng không ạ? Thì cách tạo tài khoản Gmail như thế nào? Thì đầu tiên bạn vào bất kỳ trình duyệt nào các bạn nha, bất kỳ trình duyệt nào bạn gõ giúp mình là Google, đúng không ạ? Bạn gõ là google.com, sau đó bạn gõ tiếp là đăng ký tài khoản Gmail, đăng ký tài khoản Gmail, đúng không ạ? Rồi ở đây bạn sẽ chọn, bạn đừng nên chọn mấy cái quảng cáo bạn nha, bạn chọn cái support.google.com này, support.google.com nó có tiêu đề là tạo tài khoản Gmail, Gmail trợ giúp, Gmail Google support, đúng không ạ? Bạn chọn cái này. Rồi ở đây nó sẽ qua các bạn viết như thế này, nó có cái dòng chữ màu đỏ tạo tài khoản, bạn chọn tạo tài khoản đây nha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ khai báo họ tên, bạn khai báo thật cũng được mà giả cũng tùy các bạn nha. Ví dụ như là mình họ Lâm được mà, cứ đưa em họ Lâm đi đây thì cũng được. Cái tên người dùng Gmail là bắt buộc không trùng các bạn nha, Gmail là duy nhất, cũng giống như tên miền domain chúng ta vậy, thì bạn đặt làm sao đó cho nó không trùng được mà. Ví dụ Lâm Thanh Thiện được mà, 1102 chẳng hạn, xem nó có trùng hay không. Nếu trùng là không được các bạn nha. Bạn sử dụng địa chỉ email hiện tại. Ok, bạn nhập mật khẩu lại, đúng không ạ? Mật khẩu thì bạn đánh mật khẩu của bạn vào 8 ký tự chơi các bạn nha. Rồi bấm tiếp theo. Thì nếu mà cái địa chỉ Gmail chúng ta nó không trùng với bất cứ ai thì nó sẽ qua luôn các bạn nha. Ở phần này nó bắt buộc các bạn phải xác minh số điện thoại, được không ạ? Bạn bấm số điện thoại bằng 09 0825 090 433 được không ạ? Số này cũng là số có thể các bạn nha. Rồi bấm tiếp theo thì nó gửi cái mã xác nhận về cái điện thoại hay số điện thoại chúng ta vừa khai báo. Thì bạn chỉ cần là đợi cái tin nhắn gửi đến, sau đó bạn nhập cái mã xác nhận xác minh vừa là xong. Thì nhận được thì nhập vào các bạn nha, 171. Rồi bấm xác minh. Rồi bạn có thể là có địa chỉ email khôi phục các bạn nha, để chúng ta khôi phục cái email này. Nếu trường hợp các bạn bị đánh cắp, bị hack hay là bị mất mật khẩu chẳng hạn, được không ạ? Thì bạn chọn ngày tháng năm sinh của các bạn qua. Cái này bạn chọn đúng cũng được mà sai cũng được, không bắt buộc các bạn nha. 1992 chẳng hạn, giới tính của chúng ta. Rồi và bấm tiếp theo, rồi bấm tôi đồng ý luôn nha, rồi bấm tôi đồng ý tiếp được mà. Rồi thì như vậy là tài khoản Gmail chúng ta tạo xong. Thì tài khoản Gmail cũng là tài khoản Google các bạn nha, đây là Google tài khoản đấy. Ở đây này các bạn nhấp vào chín dấu chấm này thì bạn thấy rất là nhiều tiện ích của Google mà chúng ta có thể là có tài khoản Gmail chúng ta sử dụng được, ví dụ như là kênh YouTube này, rồi Google Drive này, nó cho phép chúng ta lưu trữ 15 GB miễn phí các bạn nha. Gmail là đúng mà. Thì nếu mà bạn chỉ lưu tâm về Gmail thôi thì bạn bấm vô Gmail này các bạn. Thì ngay lập tức di chuyển đến cái Gmail chúng ta được mà. Đấy, đăng nhập vào Gmail. Thì ở đây các bạn sẽ nó sẽ hướng dẫn các bạn ví dụ như là cách sử dụng Gmail như thế nào được mà, ví dụ như là Google Meet nè, tức là họp mặt ở trên Google và trên online đó, thì nó có trong Gmail là họp mặt video tối đa 100 người cùng tính năng phụ đề trực tiếp chia sẻ màn hình như nè đó. Thì ở đây bạn hãy nhấp thêm mấy cái mục này được mà. Ok, như vậy là xong đó các bạn.
Như vậy là thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái Gmail xong các bạn nha. Thì đây là địa chỉ Gmail chúng ta, thấy không ạ? Đây là địa chỉ Gmail chúng ta. Đó. Đơn giản là vậy thôi. Thì chỉ vài thao tác đơn giản thì bạn có thể tạo được cái tài khoản Gmail cho mình. Rồi hy vọng cái video giúp ích cho bạn nha. Nếu bạn thấy video này hay thì bạn hãy like, hãy share video này đến nhiều người hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem các video mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.